xin trân trọng giới thiệu với các con. Rất chúng mình hôm nay rất vinh dự được chào đón các đồng chí là chuyên viên phòng giáo dục, các thầy cô là ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô đang dạy mùa 3 của huyện về từ giờ với lớp chúng mình tiết tiếng Việt ngày hôm nay. Cô đề nghị rất mình nhiệt liệt chào mừng. Cô mời lớp chúng mình đứng lên khởi động nhé. Luyện tập viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của cảnh vật trong tranh. Cô mời các con hãy mở sách giáo khoa trang 30, mở vở viết bài. Cô xin mời bạn Nhi nhắc lại tên bài. Con thưa cô, bài luyện tập viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về cảnh vật trong tranh ạ. Cô cảm ơn con. Bây giờ cô trò mình cùng đi vào hoạt động thứ nhất, đó là hoạt động khám phá qua bài 1. Các con hãy đọc thân bài 1 cho cô biết bài 1 có mấy yêu cầu và đó là những yêu cầu nào. Cô xin mời Trần Long. Vâng thưa cô, bài 1 có 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là quan sát tranh. Yêu cầu thứ hai là nêu tình cảm, cảm xúc của em về cảnh vật trong tranh. Các con đã nghe rõ yêu cầu chưa nào? Rồi ạ. Vậy bây giờ cô mời các con hãy quan sát tranh. Và các con cho cô biết trong tranh có những sự vật nào? Cô xin mời Thùy Vi. Con thưa cô, trong tranh có những cây hoa hồng, có những cây xoài và cây bóng mát ạ. Cô muốn nghe thêm một ý kiến của bạn nữa nào? Cô mời bạn Hà Linh. Con thưa cô là có cây đu đủ, cây hoa 10 giờ và có cây nhãn ạ. Cô cảm ơn Hà Linh. Còn bạn nào có ý kiến nữa không? Cô mời bạn Kiên. Và cô mời bạn là Đức Anh nào. Con thưa cô, trong đây còn có cả những bông hoa hồng và vườn rau xanh tốt ạ. Cô cảm ơn con. Như vậy là các bạn đã vừa nêu chi tiết các sự vật có trong tranh. Bây giờ cô mời các con hãy giới thiệu cho cô một câu bao quát về cảnh vật trong tranh nào. Cô xin mời Trần Huy. Con thưa cô là bức tranh vẽ khu vườn với nhiều cây trái ạ. Cô cảm ơn bạn Trần Huy. Như vậy là bạn Trần Huy đã nêu được, đã giới thiệu được bao quát cảnh vật trong tranh rồi. Vậy các con hãy quan sát tiếp và cho cô biết các sự vật trong tranh có những đặc điểm gì. Cô xin mời bạn Hà. Con thưa cô là đặc điểm trong bức tranh là có những cây xoài chín vàng ươm ạ. Cô cảm ơn con. Còn bạn nào có ý kiến nào nữa không? Cô xin mời con. Thưa cô, có những khóm hoa đang khoe sắc ạ. Rồi, cô cảm ơn con. Cô mời những ý kiến nữa nào. Cô mời Bảo An. Con thưa cô, có luôn những luống rau xanh tốt ạ. Rồi, còn bạn nào có ý kiến nữa. Cô mời Trần Hưng. Cô vô là có những cây bóng mát ạ. Cây bóng mát có những đặc điểm gì không nhỉ? Con cô là cho chúng mình bóng mát ạ. Cô cảm ơn con. Các con ạ, các sự mỗi sự vật thì có một đặc điểm riêng. Vậy đặc điểm chung của cảnh vật trong bức tranh này là gì? Cô xin mời bạn Khang nào. Con thưa cô, đặc điểm chung ở trong bức tranh là Có nhiều màu sắc khác nhau ạ. Cô cảm ơn con. Như vậy là các con đã vừa giới thiệu bao quát cảnh vật trong tranh và nêu được đặc điểm nổi bật của bức tranh này.
đó là một khu vườn đầy màu sắc, nhiều cây cối tốt tươi. Qua việc ngắm nhìn bức tranh, các con có những tình cảm, cảm xúc gì? Cô trò mình cùng đi vào nội dung tiếp theo. Các con hãy nêu tình cảm, cảm xúc của em đối với cảnh vật qua các câu hỏi gợi ý sau. Cô xin mời một bạn đọc giúp cô câu hỏi gợi ý. Cô mời bạn Nguyên nào. Vâng, cô, con đọc bài nêu tình cảm, cảm xúc của em đối với cảnh vật. Một, trước vẻ đẹp của cảnh vật, em có tình cảm, cảm xúc gì? Hai, em có tình cảm, cảm xúc gì về vai trò của cảnh vật trong cuộc sống? Ba, khi nghĩ đến những người làm nên cảnh vật đó, em có tình cảm, cảm xúc gì? Cô cảm ơn con. Bây giờ cô sẽ cho các con cùng chia sẻ trong nhóm 4 để nêu tình cảm, cảm xúc của em đối với cảnh vật trong tranh. Thời gian cho các nhóm là 2 phút, bắt đầu. Thời gian thảo luận góc nhóm. Cô mời các con quay về vị trí cô đẹp. Cô muốn nghe ý kiến chia sẻ của nhóm bạn Trần Huy. Được cô, em rất thích những cây, những quả nhãn. Mỗi lần đến mùa nhãn, những trái nhãn mọc nước và rất ngọt. Em rất biết ơn những người trồng và chăm sóc cho cây ạ. Cô cảm ơn con. Cô muốn nghe ý kiến của các con về phần chia sẻ của bạn. Cô mời bạn Nhi nào. Con thưa cô, bạn đã biết nêu tình cảm, cảm xúc rồi, nhưng bạn còn thiếu câu trả lời cho vậy thứ hai ạ. Vậy con có thể giúp bạn được không? Con thưa cô, em yêu vườn cây vì cây cho hoa thơm trái ngọt ạ. Cảm ơn con. Vậy Trần Huy ơi, qua phần bổ sung của bạn thì con thấy thế nào? Con rất cảm ơn bạn vì bạn đã giúp đỡ con ạ. Cô cảm ơn con. Cô rất khen ngợi bạn Nhi khi bạn đã biết bổ sung cho bạn của mình về phần thiếu sót của bạn. Chúng ta hãy thưởng cho bạn Nhi một tràng pháo tay. Bây giờ cô lại muốn lắng nghe chia sẻ của một bạn nữa. Cô xin mời Phúc Khang. Con thưa cô, em rất thích vườn cây rộng rãi và cây cối tươi tốt. Em yêu thích vườn cây vì vườn cây mang lại cho con người hoa thơm trái ngọt. Em rất cảm ơn người đã làm nên khu vườn đó. Cô xin mời ý kiến của các con về phần chia sẻ của bạn Phúc Khang. Cô xin mời bạn Trần Hương nào. Con cô là hàng, con thấy bạn đã nêu đầy đủ tình cảm, cảm xúc của cảnh vật. Và theo câu hỏi gợi ý ạ. Cảm ơn con, cũng đồng ý với phần nhận xét ở phần ý của cô, phần ý kiến của bạn Trần Huy. Cô thưởng cho bạn Khang của ta một tràng pháo tay. Cô muốn nghe phần chia sẻ của bạn Đức Anh. Em rất thích những bông hoa hồng đỏ thắm, những bông hoa cúc vàng ruộng, những quả xoài vàng ươm. Em yêu vườn cây vì cây cho hoa thơm ngát, quả ngọt, quả chín mọng nước. Em rất biết ơn những người đã trồng và chăm sóc nuôi lớn cho cây. Em hứa sẽ luôn chăm sóc các vườn cây ạ. Các bạn đã vừa lắng nghe bạn Đức Anh chia sẻ, cùng muốn nghe ý kiến của Bảo Như. Con thưa cô là con rất thích phần chia sẻ của bạn vì bạn đã nêu đầy đủ tình cảm, cảm xúc đối với cảnh vật và bạn còn có ý thức bảo vệ cảnh vật đó nữa ạ. Cô cảm ơn phần ý kiến của bạn Bảo Như. Khi nêu tình cảm, cảm xúc với cảnh vật, ngoài những nội dung trên, các con có thể thêm ý thức và hành động của bản thân để giữ gìn và bảo vệ cảnh vật đó. Vậy để nêu tình cảm, cảm xúc về cảnh vật trong tranh, chúng ta cần làm gì? Cô xin mời Kiên. Được cô. Đầu tiên chúng ta cần giới thiệu bao quát về cảnh vật. Cô đồng ý với ý kiến của bạn đấy.
Tiếp theo là gì nào? Cô xin mời Nhi. Thưa cô, theo đặc điểm nổi bật của sự cảnh vật ạ. Của đấy các con ạ. Và còn gì nữa nào? Cô xin mời bạn Khang. Con thưa cô là nêu tình cảm, cảm xúc của em đối với cảnh vật ạ. Cô cảm ơn con. Cô đồng ý với ý kiến của con đấy. Để nêu tình cảm, cảm xúc với cảnh vật trong tranh thì đầu tiên chúng ta cần phải làm gì? Cô xin mời bạn Thúy Vĩ. Con thưa cô, đầu tiên chúng ta phải nêu được tình cảm, cảm xúc trước vẻ đẹp của cảnh vật ạ. Rồi, cô cảm ơn con. Cô cũng đồng ý với ý kiến của con. Các con ạ, khi nêu tình cảm, cảm xúc về cảnh vật trong tranh, đầu tiên các con sẽ giới thiệu bao quát về cảnh vật. Tiếp theo là nêu đặc điểm nổi bật của cảnh vật và tình cảm, cảm xúc của em về vẻ đẹp cảnh vật, về vai trò của cảnh vật, tình cảm, cảm xúc của em với người nam nhân cảnh vật đó. Cô xin mời bạn Phúc Nguyên, con hãy nhắc lại cho cô nào. Con nói cô, để nêu tình cảm, cảm xúc về cảnh vật trong tranh, đầu tiên con giới thiệu bao quát về cảnh vật, sau đó nêu đặc điểm nổi bật của cảnh vật, cuối cùng là nêu tình cảm, cảm xúc của em về vẻ đẹp cảnh vật, về vai trò của cảnh vật, nêu tình cảm, cảm xúc với người làm nên cảnh vật ạ. Cô cảm ơn con. Cô mời bạn Hà Linh nhắc lại nào. Con ơn cô. Để nêu tình cảm, cảm xúc về cảnh vật trong tranh, đầu tiên con cần giới thiệu bao quát về cảnh vật. Tiếp theo con cần nêu đặc điểm nổi bật của cảnh vật. Cuối cùng con nêu tình cảm, cảm xúc của em về vẻ đẹp của cảnh vật, về vai trò của cảnh vật và nêu tình cảm, cảm xúc của em với người làm nên cảnh vật ạ. Cảm ơn con. Qua quan sát tranh và nêu tình cảm, cảm xúc của em về cảnh vật trong tranh, bây giờ cô muốn các con sẽ chia sẻ với bạn của mình về tình cảm, cảm xúc của các con về cảnh vật trong tranh trong thời gian 2 phút. 2 phút của các nhóm bắt đầu. Có cảm 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 Thời gian chia sẻ của các nhóm kết thúc. Bây giờ cô muốn lắng nghe phần chia sẻ của nhóm bạn Bảo Như. Cô mời nhóm bạn Bảo Như nào. Như ơi, bạn hãy nêu tình cảm, cảm xúc của bạn về cảnh vật trong tranh. Tớ rất yêu khu vườn vì khu vườn làm nên trái ngọt và những bông hoa thơm ngát. Tớ rất biết ơn người trồng cây vì đã tạo ra khu vườn tuyệt vời này. Còn cậu, cậu hãy nêu cho tớ và các bạn về tình cảm, cảm xúc với cảnh vật trong tranh. Bức tranh vẽ một khu vườn có rất nhiều hoa bạc quả cây và hoa có rất nhiều màu sắc đó. Tớ rất yêu khu vườn này vì khu vườn đã cho rất nhiều hoa quả ngon, trái ngọt và những bông hoa hồng. Tớ rất biết ơn người trồng và chăm sóc cây. Tớ hứa sẽ bảo vệ cây xanh. Phần trình bày của nhóm tớ đến đây là kết thúc. Tớ mời các nhóm cho ý kiến. Tớ mời nhóm bạn Trần Hưng. Tớ thấy các bạn đang hát giới thiệu bao quát, nêu được đặc điểm nổi bật và nêu được tình cảm, cảm xúc của mình với cảnh vật. Ngoài ra tớ thấy bạn Ngân có sự sáng tạo khi đã nêu được hoặc hành động giữ gìn và bảo vệ cảnh vật đó. Tớ cảm ơn bạn. Còn nhóm nào cho ý kiến nữa không? Tôi cảm ơn các bạn. Con mời cô cho ý kiến. Cảm ơn các con. Tôi mời các con về chỗ nào.
Cô cũng đồng ý với ý kiến của bạn Hưng. Cô khen bạn nhóm bạn Như đã mạnh dạn tự tin chia sẻ tình cảm cảm xúc của mình về cảnh vật trong tranh. Chúng ta hãy thưởng cho nhóm bạn Như. Các con ạ, đó là tình cảm và cảm xúc của nhóm bạn Như. Cô muốn biết nhiều hơn về tình cảm cảm xúc của các bạn trong lớp mình. Vậy cô trò mình cùng chuyển sang hoạt động tiếp theo nhé. Ở trong sách giáo khoa có 3 bài tập. Cô đã gộp bài tập 2 và bài tập 3 thành một bài tập và đã chỉnh sửa nội dung yêu cầu. Cô mời một bạn hãy đọc cho cô nội dung bài tập số 2. Cô xin mời bạn Trần Long. Con thưa cô, con đọc bài 2 An viết lại tình cảm cảm xúc của em về cảnh vật theo trên bài tập 1. B đoạn đọc lại đoạn văn, phát hiện lỗi và sửa lỗi, từng từ đặt câu sắp xếp ý. Bây giờ cô trò mình cùng đi vào hoạt động A của bài tập số 2 nhé. Viết lại tình cảm cảm xúc của em về cảnh vật trong tranh. Các con sẽ viết vào viết theo tiêu chí của sau. Cô xin mời Hà Linh đọc cho cô tiêu chí. Con xin cô cho con đọc bài tiêu chí khi viết đoạn văn. 1. Viết đúng yêu cầu đề bài. 2. Dùng từ đặt câu sắp xếp ý hợp lý. 3. Trình bày đúng hình thức đoạn văn. Cô cảm ơn con. Các con sẽ dựa vào tiêu chí khi viết đoạn văn để viết. Khi chuyển từ ngôn ngữ nói sang viết, các con cần lưu ý. Chúng ta sẽ dựa vào gợi ý ở bài tập 1 để sắp xếp ý hợp lý. Khi viết câu văn cần ngắn gọn, rõ ràng, đặc biệt sử dụng đúng dấu câu. Và khi chú ý là lỗi chính tả, cách trình bày thể thức đoạn văn. Bây giờ cô xin mời các con viết bài. Thấy có một số bạn đã viết bài xong rồi đấy. Các con viết xong bài chưa? Rồi ạ. Bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau chuyển sang nội dung tiếp theo. Cô mời các con hãy đọc lại bài của mình, phát lỗi và tự sửa lỗi. Sau đó đổi bài cho nhau để phát hiện và sửa lỗi với nhau. Các con sẽ dựa vào tiêu chí đánh giá sau. Cô xin mời Bảo An, con hãy đọc cho cô tiêu chí đánh giá. Con đọc cô, tiêu chí đánh giá đúng yêu cầu đề bài, dùng từ đúng sắp xếp lý hợp lý, sử dụng dấu câu, đúng dấu câu, trình bày đúng hình thức một đoạn văn ạ. Cảm ơn con, bây giờ cô mời con hãy phát lỗi nào. Cô mời các con ngồi đẹp nào. Sau đây cô muốn nghe phần phát hiện và sửa lỗi của hai bạn Thùy Vi, Tạ Nam. Con ơi cô, con thấy bạn Tạ Nam đang viết đúng yêu cầu đề bài, dùng từ đúng sắp xếp ý hợp lý, sử dụng đúng dấu câu, trình bày đúng hình thức một đoạn văn rồi ạ. Cảm ơn con. Con ơi con thấy bạn Thùy Vi đã dùng từ thương yêu trong câu em rất thương yêu vườn cây vì vườn cây mang lại nhiều hoa thơm và quả ngọt. Em thấy chưa phù hợp lắm ạ. Vì sao con lại thấy chưa phù hợp? Vì từ này là từ chỉ tình cảm giữa con người với nhau. Em sửa cho bạn thành từ yêu. Rồi, cô cảm ơn phần chia sẻ của bạn Tạ Nam. Như vậy là cô đồng ý, cô thấy bạn Tạ Nam là rất là giỏi khi bạn đã phát hiện và sửa lỗi được cho bạn sửa lỗi thông thường cho bạn Thùy Vi. Cô, chúng ta hãy thưởng cho bạn Tạ Nam một tràng pháo tay lớn nào. Vậy trong lớp mình còn bạn nào đã phát hiện và sửa lỗi cho bạn mình nữa không? À, cô mời thì anh. Cô bạn Daru đã sắp xếp ý cho gì ạ? Vậy chúng ta hãy kiểm tra bài của bạn Gia Hưng nhé. Bạn Thế Anh, con thấy bạn đã sắp xếp ý chưa hợp lý ở câu nào? Ở câu 2 ạ. Ở câu 3. Ở câu 2 và câu 3 của bài. Như vậy là câu 2 sẽ trở thành một câu mấy nhỉ Thế Anh? Câu 3. À rồi, cảm ơn con. Các
con đến với chúng cô nhé. Thì chúng ta biết đoạn văn, các con sẽ vừa tự dựa vào gợi ý ở bài 1 để sắp xếp ý hợp lý hơn. Ngoài bài và ngoài cái bài viết của các bạn này thì cô sẽ chiếu cho các bạn xem một số bài viết của các bạn nữa. Nhưng cô phát hiện ra là Hòa Bình hình như không có biển, không phải lớp nhỉ? Không. Hòa Bình không có
biển, con có nhớ nhầm chỗ nào không? Con đã đi biển Sầm Sơn bao giờ chưa? Vậy thì con khi con đến biển Sầm Sơn này, con thấy tình cảm và cảm xúc của mình như thế nào? Rất là thích, biết sao con lại rất thích nhỉ? Vậy thì con thấy là biển Sầm Sơn có đẹp không? Vậy thì ngoài những cảnh đẹp mà các con biết không, trên đất nước Việt Nam của chúng ta có rất là nhiều cảnh đẹp. Có những cảnh đẹp do thiên nhiên ban tặng, cũng có những cảnh đẹp do con người tạo ra. Và những cảnh đẹp này đã tạo nên một đất nước Việt Nam có bốn mùa tươi đẹp đấy các con ạ. Vậy ngoài những cảnh đẹp này thì các con còn thấy có những cảnh đẹp nào nữa? Cô xin mời Bảo An ạ. Sân trường, sân trường nào? Sân trường Trường Bình ạ. Vậy sân trường Trường Bình con thấy có cảnh đẹp nào? Con nói cô, con thấy những vườn hoa hồng rất là rực rỡ ạ. Những vườn hoa hồng rất là rực rỡ. Vậy thì con thấy là vườn hoa hồng đấy con đã có thấy có tình cảm và cảm xúc gì khi được nắm vườn hoa hồng đó? Con nói cô, những vườn hoa hồng rực rỡ đã tạo nên cho trường chúng ta rất là nhiều cảnh đẹp. Con cảm ơn các thầy cô đã chăm sóc và trồng những vườn hoa hồng đó. Cô cảm ơn con. Như vậy là bạn Bảo An của chúng ta đã biết yêu cái vườn hoa hồng do các thầy cô đã chăm sóc và trồng nên vườn hoa hồng đấy để tặng cho các con một sân chơi với nhiều màu sắc đẹp. Cô chúng ta hãy thưởng cho bạn Bảo An một tràng pháo tay. Sân trường lớp của chúng mình đẹp như vậy thì các con cần làm gì để trường của mình càng ngày càng xanh đẹp hơn? Cô xin mời bạn Trà nào. À, bạn Trà sẽ không vứt rác bừa bãi. Thế còn Kiên, con sẽ làm gì? Cô là không vứt hoa. À, bạn Kiên sẽ có một hành động đó là không vứt hoa hái hoa. Thế còn Tạ Nam? Con như cô là không dẫm vào bồn hoa. Bạn Nam chúng ta không dẫm vào bồn hoa. Thế các con có những cái bồn hoa ở trước lớp, các con thường hay làm gì cùng với cô giáo chủ nhiệm của mình nhỉ? Cô mời bạn Như Quỳnh. Như cô là từ cây. À, bạn là từ cây. Cảm ơn con. Vậy thì đó là những cảnh đẹp của trường mình. Vậy ngay tại quê hương các con có thấy có cảnh đẹp nào? Cô mời bạn Kiên ạ. À. Cô là cây đeo của đồng lúa. Cảm bạn Kiên đã thấy cảnh đẹp của đồng lúa vậy. Khi con nhìn đồng lúa này, vậy thì con đã thầm cảm ơn ai khi đồng lúa? Khi con nhìn thấy đồng lúa. Bạn Kiên của chúng ta đã thầm cảm ơn bố mẹ cũng như là những người nông dân đã tạo nên những đồng lúa xanh bát ngát đấy các con ạ. Qua tiết học hôm nay thì cô thầy các con đã biết quan sát tranh và cảm nhận được và đã nêu được tình cảm của mình qua cảnh đẹp trong tranh. Thì qua bài học hôm nay các con học được. Xin mời bạn Vy đi. Con thưa cô, qua bài học hôm nay con rất đắc biết đoạn văn nên tình cảm cảm xúc về cảnh vật trong tranh ạ. Rồi, cảm ơn con. Bạn nào có ý kiến chia sẻ nào nữa không? Cô xin mời bạn Thanh. Con thưa cô ạ. Qua bài học hôm nay con học được gì? Con thưa cô, con học được biết ước gì cây xanh và bạn Thành của chúng ta đã học được điều đó là bạn phải biết giữ gìn và bảo vệ cây xanh của cả trường bạn Thành. Qua bài học hôm nay cô thấy các con này đã biết viết vận văn nêu tình cảm cảm xúc của mình theo trong tranh này và các bạn đã biết chia sẻ cho nhau nghe những tình cảm cảm xúc đó cũng như các bạn đã giúp bạn của mình sửa lỗi và sửa lỗi rất là tốt. Cô khen cả lớp nào. Về nhà các con sẽ tìm đọc những câu chuyện văn bài thơ về cây cối muôn thú và các con sẽ kể cho người thân, ông bà, bố mẹ của chúng ta nghe. Các con nhớ chưa nào?